Đây, mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Giá Chỉ Thiên ở khu vực Cồn Châu Ma nha các bạn. Thì tiếp tục video các bạn chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo Giá Chỉ Thiên tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở khu vực này nha các bạn. Thì hàng ngày kênh sẽ cố gắng để cập nhật giá sớm nhất để cho quý anh chị và các bạn mình cùng xem và tham khảo trước nha các bạn. Thì nói chung thì thương lái mua thì cũng tùy theo từng loại ớt, từng đợt hái, từng lứa hái cũng như là từng khu vực mà có giá cả khác nhau nha cả nhà. Thì em chủ yếu thì chỉ chia sẻ cho cả nhà mình cùng tham khảo Giá Chỉ Thiên ở tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người tham khảo thôi ha. Thì cũng không để quý anh chị và các bạn mình chờ lâu, thì cũng quay trở lại tình hình Giá Chỉ Thiên hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2023. Thì thương lái ở đây có mua và trả giá ở tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp thì với Giá Chỉ Thiên giá dao động tầm khoảng từ 14.000 cho đến 16.000 đồng trên ký nha các bạn. Hiện tại thì giá có nhích lên một xíu chút đỉnh, cũng cập nhật sáng hôm nay để cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo giá ớt ở khu vực Cồn Châu Ma để cho cả nhà mình tiện theo dõi giá ớt hàng ngày nha. Thì giá ớt ở đây thì thương lái mua cũng tùy theo từng loại ớt, từng đợt hái, từng lứa hái cũng như là từng khu vực mà có giá cả khác nhau nha quý anh chị và các bạn. Thì chủ yếu thì anh chỉ chia sẻ và cập nhật giá hàng ngày để cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo thôi. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có xem video có biết giá ớt hay là có biết ớt ở đâu thì vui lòng bình luận bên dưới video ha, để mọi người xem video sau thì biết và tham khảo giá từng nơi nha các bạn. Rồi thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video, chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo nha các bạn. Cũng mong quý anh chị và các bạn mình có bấm đăng ký theo dõi kênh của anh mình nha các bạn, cũng mới tập tành làm báo giá về cái tất cả các loại hạt giống ở khu vực Cồn Châu Ma cũng như là một số huyện lân cận nha các bạn, cho quý anh chị và các bạn mình có trồng một số hạt giống đó như rau muống nè, đậu nè, đậu đũa, đậu xanh, đậu nành, cải gì đó, một số giá cả ở khu vực Cồn Châu Ma thì có anh mình cũng có làm kênh cập nhật á. Các bạn có xem video thì có thông qua kênh em có ghim lên chỗ cái tiêu đề đó, các bạn bấm vào cái kênh Nông Dân Miền Tây 66 á, bạn đăng ký ủng hộ cho mình một sub giúp anh mình nha các bạn, để anh mình có động lực làm cập nhật giá một số giá đó cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.